bài gì mà vui thế nhở? Xin chào quý vị các bạn đến với sân khấu A Lộ và Talk Show. Họ xoáy đất xoáy. Và chủ đề của ngày hôm nay là làm sao để sinh viên chọn được một trường tốt và ngành tốt. Và đến với chúng ta ngày hôm nay là có vị cố giáo sư tiến sĩ, nhà chim string học, nhạc sĩ kiêm ca sĩ nhân dân và ưu tú An Baby. Xin cảm ơn sự ái mộ của toàn thể các bạn. Cảm ơn nhé. Tất cả im lặng, tôi là giáo sư. Ôi sao lâu nay không gặp giáo sư nhỉ? Lâu nay tôi bận phải đi công tác nước ngoài anh ạ. Vâng, rất là nhiều các quốc gia mời tôi về làm và cố vấn cho họ. Ví dụ như Ukraine đang bình thường cố vấn phát khủng hoảng ngay. Tôi là kinh lắm, đi tới đâu khủng hoảng tới đấy. Ví dụ như Syria bao nhiêu năm nay có vấn đề gì đâu. Tôi sang phát, úi dồi, mình vào tập tối tả. Còn kinh không? Trước sau thì cái talk show của anh cũng vỡ thôi. Nói thật, còn trước cậu tôi chiếm trí học mà. Thế vì sao mà chỉ có tôi với anh và mà ba cái ghế? Đến tham dự chúng ta hôm nay còn có một diễn viên phim người lớn mà còn kép là người lớn đóng nhá, chứ không phải là phim hoạt hình nha. Thúy tôi biết rồi, cô có phải cái cô mà có cái đúng rồi, cái đấy nó thoạt thoảng thoảng lon. Vâng, tôi xin thay mặt anh Huy giới thiệu nữ ca sĩ diễn viên điện ảnh phim người lớn Thúy thong Ô cô thon à? Thế tôi thì vì sao tôi lại cách xa xã hội là người thế này? Bố trí set up sân trật khấu. Được xem cô trên video lâu ngày rồi mà hôm nay mới được hiện diện đấy. Vâng, cho tôi bắt tay cô phải xem cô trên GAV lâu rồi mà hôm nay mới được hiện diện. Bắt tay chứ đừng bắt cái khác nhá. Không, tôi chỉ bắt tay thôi. Mới nghe đồn là anh vừa mới nhậm chức ở một cái trường gì mà nó hoành tất ràng lắm à? Vâng, nói về cái độ hoành tráng của cái trường này thì Phân xin phép tôi chỉnh tóc đi. Trường của tôi vừa mới đầu quân về là một cái trường đại học hoành tráng trong một cái thành phố hoành tráng ở một cái đất nước không hoành tráng thế nào. Không hoành tráng là về bề mặt thôi, còn lịch sử là vô cùng hoành tráng. Như thế anh kể trường của thế nào? Tôi đầu quân về là trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng. Tôi về là một chức vụ rất là quan trọng mà nói nếu như thiếu tôi là không thể vận hành được cái bộ máy đấy. Chức vụ gì quan trọng? Tổ trưởng tổ an ninh. Quan trọng đấy, cực kỳ quan trọng. Việc dạy và học không thể được diễn ra một cách suôn sẻ nếu không có tôi, đúng không? Ai giữ xe giờ sinh học? Đúng, chính xác, chính xác. Và nói cho anh biết là trường của tôi ấy, sẵn cái quảng cáo tí nhé. Trường của tôi là, để nhá, để xem nào. Trường của tôi là đào tạo gần hơn 5.000 sinh viên. Nhiều không? 7 khoa. Wow. Rất nhiều các thứ tiếng Anh này, tiếng Nhật này, tiếng Hàn này, tiếng Thái này, Trung này,
này, Nga này, Miên này, Lào này không, ngành nó mới mở thôi. Và đặc biệt là có hai cái ngành, nói ra vắt không hiểu gì luôn, Đông Phương học và Quốc tế học. Đông Phương học và Quốc tế học. Vài năm nữa là trường tôi còn mở thêm những cái ngành, ví dụ như là Đà Nẵng học này, Hải Châu học này, Thanh Khê học này, đấy, đại loại như thế. Đó là em mới đi công du là 4 tiếng đồng hồ về. Và xin được mạng phép giới thiệu cái fashion của cái Lào rất là... rất là... Vâng, cảm ơn. Xin lỗi là cô, sao hôm nay gặp cô lại khác khác nhỉ? Xin lỗi là em công du là cô thể sử dụng cái tiếng Việt thôi. Chả nhớ được gì nữa. Thế thì cô có thể chia sẻ một chút cả cả số khi đến chương trình sách sổ ai ăn tốt tốt sâu này không ạ? Trời mã nó hỏi tên rồi. Dạ, em rất là vinh dự. Không hỏi gì, em cảm thấy rất là... là vui sướng. Vui sướng khi tới được cái chương trình tốt sâu này. Hạnh phúc mãi là bởi vì ở nhà mà đỡ cùng khán giả hiểu không? Vì cái tình hình kinh tế khó khăn quá nên là đâm là cái trường tôi thì cũng gọi là vươn tay bác ái sờ đến những mảnh đời bất hạnh như cô Thòn đây. Đấy, trường tôi cũng tính mời cô về dạy tiếng Nhật mà yêu cầu cô đổi tên, tên cô như thế sinh viên gọi cũng hơi khó nên tôi có vâng, tôi có đề xuất cô ấy là về nếu mà đổi tên thì nên đổi tên thành cái gì nhỉ? Không, Maria nó hơi quá, ông ra quá thì được rồi. Anh không biết à? Ozawa là tên của cái hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng. Ủa thế à? Vâng, hãng mặt nạ. Đắp lên là 6-7 tuổi trẻ ngay. Giờ anh biết đấy. Thật. Bởi thế không được làm giáo sư là đúng rồi. Tôi là giáo sư này, giáo sư trường đại học ngoại ngữ. Mà trường tôi là được cái là anh biết là giảng viên, giáo viên là rất là nhiệt tình và rất là ân cần với sinh viên. Không bao giờ có việc quát nạt sinh viên mà là đi bên trái hay đi bên phải hay là phải thấy là phải chào hay các kiểu. Trường tôi rất là thoải mái. Nói chung là phần có trước có sau nhưng mà thoải mái, hiểu không? Ấy đấy đấy, vừa nói xong các thầy các cô gọi điện thoại ngay. À, ừ, alo, tổ trưởng Tân Linh nghe đây. Ừ vâng, có công việc gì anh nói đi. À thế á, ừ. Có cái đoàn làm phim tới xin đóng ở trường á. Phim gì? Phim người lớn rồi đóng ở trường đại học chứ không vẫn. À, phim người đóng. Nhầm, dạo này coi phim nhiều quá. Được rồi, về ngay. Thế nha. Thôi, cướp đi, biết rồi, bỏ lắm, ngày mai. Thôi nha, thôi nha. Không, tôi phải về, tôi có công việc nhá. Tôi nói rồi, trước sau của anh, trước sau thì cũng bỏ thôi. Mời tôi tới, trước sau thì cũng vỡ thôi. Số của anh kệ anh, tôi quan tâm đâu. Thôi, đừng níu kéo. Con cô. Ôi, thế chết rồi. Lại có gì xử thế? Chào em nhé. Ôi, tôi cũng đi đây.